Hello, hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì Ngọc Anh đang ngồi đây cùng với hai vị khách hàng của mình. Hôm nay thì Ngọc Anh sẽ chia sẻ với các bạn về cách chọn lựa laser để chúng ta chọn lựa về cái vùng điều trị cho khách hàng. Trong khoảng 15 năm qua thì Ngọc Anh luôn luôn mang tới những dịch vụ với sức mạnh của mình là có thể giúp được cho khách hàng trở nên trẻ hơn, đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Thì hôm nay Ngọc Anh ngồi bên cạnh đây là hai vị khách hàng đang mong muốn sử dụng những liệu trình điều trị. Thì được sự tư vấn của Ngọc Anh thì khách hàng đã đồng ý làm một số những dịch vụ tại Hoa Anh. Đây là một trong những bước mà Ngọc Anh có thể giúp được cho khách hàng rút ngắn được thời gian điều trị và chuẩn y khoa về điều trị. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho khách hàng về một số những dịch vụ tại Hoa Anh, và đặc biệt là khách hàng đang bị tình trạng là nám này, bị tật nhang này, bị đốm nâu này, và bị mụn thịt xung quanh mắt. Thì hôm nay Ngọc Anh sẽ giới thiệu với các bạn về công nghệ gì, bằng phác đồ gì điều trị để có thể rút ngắn được mà nó không gây xâm lấn cho da khách hàng. Bên cạnh Ngọc Anh đây là hai chị khách hàng đã tới với Hoa Anh từ buổi sáng hôm nay. Em tên gì em nhỉ? Em tên Thâu. Tên Thâu, rồi còn em tên gì nhỉ? Trên vàng, vâng, rất tuyệt vời luôn. Em phải để quay sát vào đêm chút xíu được không ạ? Mình chưa có những cái kỹ năng để chăm sóc da mặt này. Mấy hai là bị tàn nhang thường trên khuôn mặt rất chi là nhiều, và đặc biệt là đốm nâu. Thì hôm nay vàng tới với Hoa Anh để điều trị làm sáng da, và đặc biệt là hút để em điều trị làm hết toàn bộ những nốt tàn nhang trên mặt. Thì em an tâm khi tới với Hoa Anh thì khi điều trị thì sẽ đảm bảo rút ngắn thời gian điều trị cho mình và làm cho mình sáng và trẻ lên đẹp hơn nhá. Em có thể nở nụ cười cùng với khán giả được không ạ? Vâng, rất tuyệt vời. Khách hàng thứ hai, đây là một trong những khách hàng mà đã bị tình trạng mụn thịt này, rất chi là nhiều trong vùng xung quanh vùng mắt này, khách hàng thấy không, các bạn thấy không nha, rất nhiều mụn thịt xung quanh vùng mắt, và đặc biệt là tàn nhang nám nổi trên vùng da mặt của khách hàng mà rất chi là sạm luôn. Em có thấy khó chịu khi mà mình bị tình trạng như này không ạ? Cũng khó chịu. Thì sau khi điều trị xong thì khách hàng sẽ thấy được những cái bước điều trị của mình như thế nào để an toàn cho vùng da của mình, và đặc biệt là nó sẽ thay đổi được vùng da của mình. Hai chị em có thấy hào hứng không ạ? Nếu hào hứng thì mình có thể nở nụ cười với khán giả đúng không ạ? Vâng, rất tuyệt vời luôn. Các bạn hãy đón chờ nhé. Hãy đón chờ video tiếp theo để Ngọc Anh có thể quay lại với các bạn vào một thời gian tới để cho các bạn thấy là hình ảnh trước khi mà khách hàng điều trị. Thì trước khi khách hàng tới điều trị thì Ngọc Anh sẽ chụp lại tất cả những hình ảnh khách hàng bắt đầu khi điều trị. Thì sau khi điều trị xong thì khách hàng sẽ thay đổi được những tình trạng ra như nào nhé. Các bạn cứ an tâm khi tới với Ngọc Anh để làm dịch vụ nhé. Xin cảm ơn các bạn, xin cảm ơn hai em đã tin tưởng dịch vụ của Ngọc Anh nhé. Vâng, rất tuyệt vời luôn. Hẹn lại các bạn ở video tiếp theo. Trong video tiếp theo thì Ngọc Anh sẽ chỉ cho các bạn biết cách chọn lựa máy laser điều trị nhá, và cách chọn lựa sản phẩm. Một số khách hàng thì mất rất chi nhiều tiền để có thể mua những bộ sản phẩm, hay là chọn những nơi điều trị da của mình mà không hết được, mà không giảm được, thì khách hàng rất chi là khó chịu, và khách hàng luôn luôn có một cái gì đó suy nghĩ là nó không tin tưởng, đúng không ạ? Nhưng mà khi các bạn tới với Hoa Anh, tới với chính bản thân Hoa Anh thì với cái tâm, với cái tầm của mình, đó là sự chính trực vào bản thân của mình và tiêu chuẩn cao trong điều trị, thì Hoa Anh sẽ mang tới tất cả những dịch vụ tốt đẹp nhất có thể dành tặng cho tất cả khách hàng, mà riêng nói chung và hai em nói riêng nha. Xin cảm ơn hai em.